Chào tất cả các bạn, hôm nay đã đến với cả trang review sản phẩm của Emin. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái sản phẩm, cái đồng hồ đo cái nhà ELCB. Đó là cái đo dòng dò của cái Atomat chống giật. Cái này nó là hãng Kyojitsu, model của nó là 5406A. Đấy. Hãng sản xuất là tại Nhật luôn. Cái đồng hồ này thì là của một bạn nó mang đến nhờ mình hướng dẫn sử dụng luôn, thì cụ thể hôm nay mình sẽ hướng dẫn luôn. Sau đây thì tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cái phần cắm cái kết nối cái dây tín hiệu. Thì ở đây chúng ta sẽ có 3 sợi dây, dây đỏ và dây xanh và dây coi nhà lửa và dây mát của cái máy này. Đấy. Và dây ở giữa là dây trung tính, dây này bắt buộc phải cắm này, nếu không cắm nó sẽ không có tác dụng. Chúng ta sẽ phải kiếm cái nguồn dây trung tính. Ở đây thì chúng tôi đã kiểm mang đến một cái thiết bị coi như ELCB của một cái hãng chuyên cho cái bình ống lạnh. Thì ở đây cái tính năng là test thì chúng ta sẽ chuyển thang đo về chế độ test. Ở đây sẽ có hiển thị các mức độ dòng dò, ví dụ 10mA, 20mA, 30, 200, 300 và 500mA. Thì ở đây bình thường các hãng thì người ta để chế độ là 30mA đối với cái thiết bị này. Khi chúng ta để chế độ về chế độ thang test rồi, chúng ta chỉ cần test, nó sẽ tự động test. Đấy. Và ví dụ cái này nó sẽ báo cho chúng ta là 21mA, cái Atomat đã tự động nhảy ngăn nguồn. Đấy. Và cái này là sẽ cấp nguồn trực tiếp bằng điện lưới, cho nên là sẽ khi mà ngăn sẽ mất này. Đấy. Ta bật lại để tôi kiểm tra lại lần nữa cho các bạn xem cái tham số 21mA và 27mJ. Ở chế độ DC test thì chúng ta sẽ test được cái điện áp dò. Ví dụ như chúng ta sẽ để chế độ điện áp 50 hay là 25V. Đấy, ví dụ tôi để chế độ 25V ở cái thang cơ nhà 30mA. Thì nó báo chế độ cao, tức là để gọi là ngoài cái mức đấy thì chúng ta sẽ cho lên đến 50. Đấy. Ví dụ đây nó sẽ báo là 225mJ, tức là với cái điện áp 50V nó sẽ bị dò, thì nó sẽ mất từng đấy thời gian để nó ngắt. Ở đây có thang 1/2 của 30 này sẽ là 15mA, hay là 1 là 30 nhân 5 cũng vậy. Ví dụ 1/2 này sẽ không nhảy, cho lên 200. Và ở đây có chế độ góc pha, ví dụ như là đảo dây 180 độ của hai cái pha này. Để dễ hiểu nhất thì các bạn sẽ chuyển về chế độ auto để ấn này. Đấy, nó sẽ không đo được, tức là cái pha nó bị lệch, thì chúng ta chỉ cần ấn đây là đảo cái pha lại thì chúng ta sẽ đo được. Với cái máy này thì chúng ta sẽ đo được hai cái góc pha, ví dụ là 0 độ và 180 độ, để chúng ta tính được cái micro dây thì để cái ELCB của chúng ta ngắt. Thì ví dụ như tôi đang để chế độ là 0 độ là nó sẽ báo là 205mJ. Từ đấy chúng ta sẽ chuyển sang 180 độ, chúng ta sẽ kiểm tra là nó báo là 17mJ. Thì ở đây thì chúng ta sẽ dựa theo cái bảng công bố của hãng cái sản xuất cái ELCB này, và chúng ta sẽ biết được nó là nó đạt hay không đạt, rất là đơn giản. Cái máy này chúng ta dễ sử dụng. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái kênh review sản phẩm của Emin. Để biết thông tin
chi tiết về cái sản phẩm này thì các bạn sẽ liên hệ với chúng tôi, sẽ có kinh doanh hỗ trợ về cái sản phẩm này. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại.